Hello mọi người. Hôm nay thì mình đến nhà mẹ mình chơi thì mình thấy được cái cây này gọi là cây như là cây thần tài hay sao đó. Nó ra bông nè. Mọi người mình được coi nè. Mấy ngày trước thì nó có một nhánh này. Nhánh bông này nè. Đây mình thấy nó sắp sửa nó nở bông rồi đó. Xong rồi cái hôm nay mình đến mình ngắm nó thì mình thấy được là nó nở thêm nhiều bông nữa. Đây để mình quay thêm cho mọi người coi nè. Đây cái nhánh này cũng có nữa nè. Đó, nó mới lú ra theo. Đó. Rồi nhánh trên đây cũng có nữa nè. Đó. Đó, có nghĩa là cái cây này là một cây, cái thân nó một cây nhưng mà nó ra khoảng ba nhánh hay sao đó. Không cây cây khác nữa nha. Bên này có cây nữa nè. Bên này có thêm một bông nữa nè. Nó bông nó đang lú ra. Đây. Đó là cái cây này. Cái cây này nó có hai nhánh nè. Nhánh này nó có ba nhánh, tất cả là ba nhánh đều có bông hết. Đó, một nhánh, hai nhánh với ba nhánh. Đó, trong một cái thân cây này, cây dài này. Là cái này nè. Đó, cái này nó lên đây cái nó ra được ba nhánh. Đó, ba nhánh nhánh này xong cái lên đây thì nó ra bông. Đó, thấy không, đã không đó. Đó, đây bên đó cái, bên này cái, với lại ở trên đây thêm một cái nữa đó. Là một cái cây đó không đó, một cây đó nó có ba nhánh thì nó ra ba cái bông. Còn cái này thì nó ra, để coi mình coi kỹ lại coi. Đây cái cây này là cây nó ra bông đầu tiên thì nó có hai nhánh, nhánh này với nhánh này. Wow, kiến không mà sao vậy, mình phải kêu mẹ mình giữ kiến ngay kiến này mới được. Đó, là lên đây nó ra chùm bông này đầu tiên nè. Chùm bông này nó dài nhất nè. Rồi nhánh kia nó cũng ra, nó có hai nhánh. Nhánh kia nó cũng ra được bông nè. Đó. Trong cái chậu này có ba cây tất cả, nhưng mà hai cây là ra bông. Cái này với cái này là ra bông. Còn cái này thì mình thấy nó chưa ra. Trong mình coi nè, mình quay trong. Mình thấy là nó chưa ra, không biết nó ra hay không, nhưng mà mình trước mắt thì mình thấy nó chưa ra bông. Chỉ có hai cái cây này thì bông thôi. Cái đó là một chậu nha. Bây giờ mình qua cái chậu kế tiếp. Nhà mẹ mình có bốn chậu lận. Chậu này thì bây giờ thì mình chưa thấy nó có bông. Mình không biết là có hay không nữa. Đó. Chậu này thì mình nghĩ nó chưa có, hay là có thể là không có luôn. Đó là chậu thứ hai. Ok, để bây giờ mình qua bên cái bên này. Đó, bên đây mẹ mình cũng trồng được hai chậu nữa nè. Đó. Hai chậu này thì có bông. Đó. Đây, để mình quay sơ sơ cho mọi người coi nha. Nó lú rồi, thấy không? Đó, cái bông nó lú từ từ ra nè. Đó. Đó. Đây nè, đây là nụ nè. Cái này nó cũng lú được nữa nè. Cái nhánh nè, cái nhánh cục nhỏ xíu nè, nó coi như cái cây này nhỏ xíu như vậy á, mà nó lên cái nhánh này một nhánh thôi đó, mà cái nhánh đó nó lại ra bông đó. Thấy không, thần kỳ không. Cây này cũng vậy, cây này thì có hai nhánh thì hai nhánh này nó cũng ra bông đó. Là nhánh này, có thể là nhánh này nó sẽ ra sao đó mình không biết, mình không có sure. Đó, nhưng mà mình thấy được là cái cây này trước mắt là có một cái ở đây là coi, một cái đó với lại một cái đây. Đó là hai cái bông, và cái trắng là nó sẽ ra, nó ra giống như cái cây hồi nãy bên kia, nó sẽ ra dài lòng thòng xuống rồi nó ra bông. Ok, bây giờ mình qua bên đây nha. Bên cái chậu này thì
đây cũng có bông luôn, thấy chưa. Cái chậu này thì trong đây mẹ mình trồng gắm được khoảng 5 cái cây, hay 5 cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Thì trong đây á thì mình thấy được là cái cây bông này nó có bông. Rồi ở đây nó có bông nữa nè. À, thấy chưa. Rồi ở trên đây cũng có bông nữa nè. Đó, nó đang ra, nó đang lú lên cái bông. Mấy phía bên này cũng có nữa nè. Đó, thấy không? Coi như là để coi mình coi coi cái cây này á thì nói chung với cái nhánh này, cái một cây này không là có 4 nhánh. 1 2 3 4. Thì mình thấy được là 4 nhánh nó đều ra bông hết. Đó, chắc là nếu cái gốc nào mà ra bông á thì mình nghĩ là nhánh nào của cây đó cũng sẽ ra bông. Nếu mà trong cái chậu của mình trồng á mà mình biết được là có một cây nào đó giống như cây này đi mà nó được ra bông đi, thì là hai cái nhánh này nó đều ra bông hết đó. Cho nên mình thấy được cái bên này của mẹ mình trồng á là có bốn cái thân đó, một cây bự nhưng mà bốn cái thân này là bốn cái thân nó lên đều có bông hết đó. Hay không, coi như là mẹ mình trồng được bốn chậu cây thần tài, nhưng mà sơ là thấy được khoảng 3 chậu đều có bông hết. Cũng có thể là 4 chậu sẽ có bông, nó chỉ là sớm quá chưa ra kịp thôi. Nhưng mà cái bông này nó thơm lắm. Bông này mình thấy được là mỗi năm nó đều ra, cho nên là nó thơm lắm. Một cái bông ra thôi mà thơm đã hết một nhà luôn. Còn cái này là mẹ mình có được 4 chậu mà nó ra bông kiểu này, chắc là phải đem ra ngoài để chứ nó ngọt lắm. Còn ở dưới đây thì mình không biết là nó ra giống như cái bông, không biết cái bông hay là cái cành cây nó lú từ dưới đất của cây này hay phải. Đó. Mình nghĩ nó lú từ cây này, nó lú ra ở dưới đất, nó lú lên, không biết là phải bông hay là cây nữa. Nhưng mà không biết nó sống được thì cũng hay. Đó. Thì đó, mình quay sơ lại cho mọi người coi nè. Đây, bông. Đó, bông quá trời luôn. Đây có cái bông. Rồi ở đây có cái bông nữa nè. Mấy cái đèn này là cái phân á, là hồi trước mẹ mình mới phải thay phân cho cái cây này á, thì chắc là rải nó dính phân ở trên cái, ở trong cái giống là cái giữa này nè, cho nên là khúc bây giờ nó lú cái bông lên á thì nó sẽ đẩy cái phân nó lên, cho mình thấy như vậy. Đó, giống như vậy nè. Đó. Dưới đó cũng có phân dưới đó. Bên này có nè, quá trời luôn, đẹp không? Nhìn thấy bây giờ nó mới lú ra thôi, giống là lú từ từ ra, cho nên là mình nó chưa có ra hẳn là một dây của nó, chứ nếu mà nó ra một dây của nó nhìn đẹp lắm, giống như cái cây hồi nãy đầu tiên mình quay vậy đó. Đó. À, bây giờ nó chỉ mới ngồi cái đầu nó ra, nó lú lên thôi. Đó. Đẹp không? Này. Quá là đẹp luôn. Cây này thơm lắm nha. Mình không biết là mình gọi đúng tên hay không, thì nghe người ta nói là cây này là cây thần tài, tại vì mình thấy được là thường là mấy nhà hàng hay là gì đó người ta hay trồng hai cây hai bên để giống mình, là tại vì nó là thần tài, nó muốn rước tài vào nhà vậy đó, tài lộc vô nhà. Còn mẹ mình đây thì mẹ mình trồng kiểng, nó cứ năm nào qua năm nọ thì nó cũng đều lên bông. Có năm thì cũng không có lên, nhưng mà đa số nó lên thì nhiều hơn là không lên. Đó, cho nên năm này thì mình thấy được là nó ra quá trời luôn. Cho nên là cũng là mẹ mình vui lắm. Không phải là vì nó ra cây thần tài mà ra bông vui, nhưng mà mẹ mình thích trồng cây kiểng cây này, nhưng mà nó ra bông được là mẹ mình mừng lắm. Chăm sóc dữ lắm, mẹ mình thích chăm sóc cây kiểng lắm. Đó, quá trời luôn.
Ok, thì hôm nay mình qua nhà mẹ mình chơi thì mình thấy được cái cây thần đài này nó ra bông nhiều như vậy, thì mình coi như là cũng lần đầu tiên mà thấy được là trồng 4 chậu mà 4 chậu đều ra bông hết luôn. Người ta thường thường trồng một chậu mà trồng mấy chục năm luôn mà không thấy bông. Còn đây mẹ mình trồng 4 chậu mà 4 chậu đều ra bông hết, cho nên là thấy rất là vui. Cho nên mình quay mình chia sẻ cho mọi người coi, với lại mình để trên YouTube để mình làm kỷ niệm, để mình biết được là nhà mẹ mình năm này trồng được quá trời là bông của cây thần đài nè, ra quá trời luôn. Ok, để mình qua mình quay lại một lần nữa bên cái cây bự này cho mọi người coi nè. Đây, wow, đó. Nó ra hết luôn, là giống như vậy nè. Rồi nó sẽ nở bông. Cái này thì nó chưa nở bông đâu. Cái này nó mới ra cái mấy cái nụ của nó thôi. Đó. Nhưng mà mấy cái nhánh nhỏ đó nó sẽ ra, nó sẽ lồng, nó sẽ có cái cây nó dài ra giống y chang như vậy nè. Đó. Rồi nó sẽ nở, mà nó nở ban đêm nha. Cái này nó nở ban đêm xong cái là nó thơm phức cả cái nhà luôn. Đó. Ok. Ok, để có gì nếu mà mấy tuần nữa mà nó ra hết luôn á, mà cây nào cái nấy đều dài giống như cây này á, thì mình sẽ quay thêm nữa nha. Có gì để mình quay thêm để cho mọi người coi. Với lại mình cũng muốn để làm kỷ niệm. Ok. Vì mình chào mọi người nha. Vì mình quay thêm video khác cho mọi người coi. Ok, bye bye.